Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hòa tự giới thiệu, sau lưng của Hòa đây đó chính là một ngọn đồi, ngọn núi các bạn ơi. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem cảnh đồi núi ở đây thì cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái điểm nào thích hợp, mình sẽ ngồi và nói chuyện với các bạn một chút. Về là hôm nay mình sẽ không làm một cái thử thách hoặc là không ăn uống một cái gì hết các bạn ạ. Mình chỉ làm lên đây để mình nói chuyện với các bạn một chút như thế này thôi. Mình cũng mới nghe được một cái tin cực kỳ là buồn các bạn ạ. Đó chính là có một bạn tên là Sang, có tên kênh là Sang Vlog. Cũng không may cho bạn ấy là bạn ấy có làm thử thách trong rừng và đã ăn phải một cái con ở trong quê bạn ấy gọi là con càng tôm. Như ở ngoài Bắc mình thì gọi là con kỳ nhông các bạn ạ. Thì cũng không may cho bạn ấy thêm một cái nữa, đó chính là cái con càng tôm đó nó lại vừa được liệt vào trong cái danh sách động vật quý hiếm, liệt vào trong danh sách đỏ. Buộc bạn ấy đã phải xóa một cái clip như vậy. Mình cũng thấy rất là đáng tiếc cho bạn đó. Mình đến đây mình cũng chỉ muốn tâm sự và muốn chia sẻ với các bạn rằng là từ cái kinh nghiệm và cái bài học rất là quý báu của bạn ấy, để rút ra bài học kinh nghiệm cho tất cả những ai nếu như đang có cái đam mê mà làm YouTuber thì chúng ta cũng phải nên tránh xa. Trước kia hai bạn Tam Mao thì cũng đã dính phải ăn phải một con chim rồi. Thì hai bạn này cũng đã phải rất là vất. Vất vừa phải xóa clip mà lại vừa phải chịu phạt là tiền, xong lại phải chịu phạt cả hình sự nữa. Bạn Sang thì có làm một clip chia sẻ với mọi người rằng là có thể, bạn ấy viết tiêu đề là có thể phải dừng, tạm dừng cái nghề YouTuber này. Thì mình cũng thấy như vậy là cũng rất là đáng tiếc. Bản thân mình là một cái fan rất là hâm mộ bạn Sang, bởi vì nhờ cậu ấy mà mình cũng đã chọn được nhiều góc máy quay đẹp hơn. Bạn ấy chia sẻ rất là nhiều cái bổ ích cho mọi người, từ những cái kỹ năng sống trong rừng, hoặc là từ cái bạn chia sẻ các cái góc quay, làm sao chọn góc nào cho nó thật đẹp. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là mình cũng phải nên tránh xa những cái gì mà mình cảm thấy nó không hợp lý thì mình không nên làm các bạn ạ. Bởi vì làm như vậy nó cực kỳ là nguy hiểm luôn. Bản thân mình kể cả là từ những lúc đi quay dựng phim hoặc mọi cái, mình chỉ cần vô tình thôi, vô tình mà dính phải một cái gì mà không phải cái là rất là mệt. Để mà đi được trên cái con đường làm nghề YouTuber này ấy, nó không phải là chỉ một cơn bão đâu các bạn ạ, mà nó gặp muôn vàn cơn bão và sóng gió. Mình đố ai làm cái nghề YouTuber này mà lại không bao giờ gặp phải cản trở hoặc là khúc mắc gì. Tất cả mọi người đều phải gặp hết. Từ những cái sóng gió như vậy thì chúng ta mới có thể đứng lên được tốt hơn, đứng vững vàng trên cái đôi chân của mình hơn. Mình thì tiếp cận với cái con đường YouTuber này đến giờ này cũng được khoảng độ gần 2 năm rồi. Bắt đầu mình theo con đường này là từ tháng 2 năm 2019. Thì mình trước kia mình có làm một kênh, đó chính là kênh Giải Trí Như Ngọc. Trước kia mình làm phim theo trend chủ tịch. Hiện tại bây giờ cái kênh đó mình đang nhường lại cho một ông anh, ông ấy làm. Thì các bạn cũng vào kênh Giải Trí Như Ngọc xem ủng hộ cho anh ấy nhá. Kênh mà hiện tại bây giờ các bạn đang xem đó chính là Hòa Trang TV. Mình mong ngợi mọi người xem rồi hãy ủng hộ cho mình. Mình cũng là fan hâm mộ cứng của Sang Vlog. Mình đọc cái phần comment ở phía dưới của bạn Sang ấy thì mình thấy rất là nhiều người chia sẻ. Đối với bản thân mình thì mình mong Sang hãy cố gắng lên, hãy cố gắng vượt qua tất cả những cái cản trở trước mắt để chúng ta đứng vững hơn trên cái con đường mình đã chọn. Nếu như mọi người ai sau khi xem clip của Sang xong ấy, mọi người thấy yêu quý Sang thì hãy cho Sang một like. Các bạn hãy nói với Sang rằng là mình hãy cố gắng thì mọi việc sẽ vượt qua các bạn ạ. Cái này thì thực sự mà nói là một chuyện buồn không ai muốn, một sự việc rất là đáng tiếc không ai thích, không ai muốn điều này hết tất cả các bạn ơi. Sang hãy cố gắng lên. Mình sẽ luôn luôn đứng đằng sau ủng hộ và cổ vũ cho bạn. Tất cả những ai đã đến với Hòa Trang TV thì mình sẽ đáp lại các bạn một cách nhiệt tình luôn. Mong các bạn hãy đến với mình và mình cũng sẽ đáp lại cái tình cảm của các bạn. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thì mọi việc nó mới vượt qua được các bạn ạ. Còn không có ai có thể tự đứng vững trong cái thương trường này mà một đứng vững một mình được các bạn ơi. Chúng ta hãy đồng lòng, đồng sức cùng nhau vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất như thế này. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà có dịch bệnh ấy, cho nên làm cái gì nó cũng khó, làm cái gì cũng rất là vất vả. Do vậy ấy, mình rất là mong các bạn hãy đến với mình
và mình cũng sẽ đến với các bạn. Hãy cùng nhau phát triển các bạn nhé. Bây giờ thì xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Bye.